Dù bên Sơn Dương lánh tuyên quang, về cụ mạnh cờ xa kẻ mướng an toàn, đã sâu đáng đáy dò lĩnh. Trong mùi cụ kênh Việt Gáp hữu cơ, chủ tổ hợp tác xã đã là vấn đã có phân án thang chất lượng cả hai sản phẩm xà Hồng Vinh. Tính đến liều lồng ngột bài lòng xin linh dịp lợi, liều viên Sơn Dương mới cấu sản phẩm xà để cuộc hướng thương hiệu nhãn hiệu. Trên sản phẩm tiêu hèn thòi phê hàng ổ gốp, sau dự để pet bán nghe quốc xà. Việc tàu hướng trong nguyên tổ tác hợp tác xa này tàu hướng liên kết tá vùng chuyên hoa con quốc xà. An thay đuôi hoa ngột dân, xì ta nấy xin bẻ lại ăn đời. Thay vì dùng cho loại phần hay cho loại dư hàn xì, sư ta nè sẽ dùng cho loại chế phẩm sinh học, phân bò hữu cơ hay cơ bọc. Xà tốc lăng lúc công đáy lâu mót xì đáy dư kèm trên quy trình. Phân chúng tôi là ủ dùng mùn cưa hoặc phân trâu phân bò. Lần cầu sử dụng cho loại nừng, mật, cây, phân vài, phân sừ, sao cháo chế phẩm vi sinh tiêu ủ. Dư sử lao chỉ dùng cho loại nừng, kinh, lao phun hàng chiều tiêu phun, màn xin mới ăn lấy đục. Để là dùng các cái để là phun. Viên Sơn Dương 7 lần, rất xin pet 3 hectare xa, đại căn 7 lần người sẽ phá phải làm hectare cô kèm tiêu chuẩn quy chuẩn. Khai phân lộc bừng lão bay đặt để lên há xin chết bạc cấu xếp tấn. Lại cửa giới tranh lấy đưa cục công hồng khánh lao, xin để tập ốc du tây phùng, sau hồn dân để tăng nhân. Ngày khai căn lại hơn bọc xà dôn ấy, xin cực đầu tư tư lắp đặt hệ thống lề nung các lầy. Với căn hào mu hò, thạc điện ống, cả bọc xin để cấp đò nùm hơn đời. Cái việc mà tưới tiêu cho việc lề nung hay ca xa để đại ao hào tây phùng cách nấy lời lần há bầy, là lan hồn xin để đầu tư lắp đặt hệ thống lề nung các lầy hay ca xa. Vậy anh hào là tranh lấy đưa với khóng khánh. Hơn bốc giá do viên Sơn Dương, lánh tuyên quang, nè bay lại ăn ngay tiểu vạt muối cục kín, tao hốn bằng ăn tên nhãn hiệu, lai hơn ná, la tên xây, hái sản phẩm. Lành bao hồn cục sổ dùng, xây đáy dự, sản phẩm thuận lời, hơn bốc giá với căn xây thay đuôi cách ngống cục kín, do lần chất lượng sợ an toàn hầu sản phẩm. Chất loại phân sử lao si hay dùng bình tu pa, lao si ướp tiêu cục bàn phan bỏi. Ta do nấy mấy lại đâm sao đập với căn tài si hài mấy liều cho loại bà ý, sư tay phân hài hải lao, lao si. Cục ốc chúng xanh nâng lang với quảng bá giới thiệu hai đẻ sản phẩm thị trường đi hỏi vạn. Đán vịt nấy này đưa hái sản phẩm để nâng hướng. Sư đẹp học bên nông nhân bản bọc xà do Xuân Dương tránh tuyên quang, ta nấy sẽ đến nâng lang hơn.